Xin chào mọi người đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty. Và trước mặt mọi người đây là một gương mặt rất là quen thuộc với chúng ta, đúng không ạ? Là chị Quách Thu Phương. Chị Phương là một diễn viên đã có mặt trong rất nhiều bộ phim, chẳng hạn như là Chip và Bi này, hay là Điệp Vụ Thứ Nhất, và cũng như là rất nhiều bộ phim khác đã từng công chiếu trên màn ảnh nhỏ. Và hôm nay thì chị Phương đã đến DK Eyebrow để được trải nghiệm cái dịch vụ điêu khắc lông mày. Thì trước khi mà đi vào cảm nhận của chị Phương thì em xin phép hỏi thăm là không biết là lý do gì mà chị lại biết đến DK hả chị? Thực ra thì chị biết đến DK nhiều lâu rồi. Vì rất là nổi tiếng, nhất là trong giới nghệ sĩ thì mọi người gần như là ai cũng biết đến DK. Nên là chị thấy đây là một địa chỉ rất là uy tín. Và thực ra nhìn những cái nhìn cái gương mặt này, lông mày này, môi này, mắt của mọi người nó quá là đẹp. Thì hôm nay chị đến đây để muốn trải nghiệm. Vâng ạ. Thế không biết cảm nhận của chị như thế nào khi mà đến DK hả chị? Thực ra thì rất là tuyệt vời. Đầu tiên thì cũng nghĩ sợ là sẽ rất là đau, nhưng mà đến khi làm thì thực sự nó không có một cái cảm giác gì cả, không đau. Mà khi làm hoàn thành xong thì thực sự là rất là ngỡ ngàng. Thực sự là chị rất là hài lòng. Vâng ạ, đấy là về cảm giác của chị trong quá trình sử dụng dịch vụ cũng như là sản phẩm này. Thì không biết là ngoài ra thì chị có đánh giá gì về chuyên gia hay là về nhân viên của bên em không ạ chị? Chị thấy bên này các em thứ nhất là rất là chuyên nghiệp, cái thứ hai là tay nghề cao, cái thứ ba là rất là thân thiện. Dạ vâng ạ. Và trông ai cũng xinh đẹp và đáng yêu. Dạ vâng. Thì em xin phép là có thể cho gạt cái quay lông mày của chị được không ạ? Được. Mọi người có thể quan sát nhá, là lông mày của chị Phương sau khi được Master Oanh Vương thực hiện điêu khắc lông mày này thì thứ nhất là không hề sưng nề và không hề tổn thương da. Mọi người nhìn là lông mày rất là tự nhiên. Nếu như lát nữa chị Phương đi chơi thì thật sự là khi mà nhìn vào lông mày của chị cũng không ai nghĩ là mình đi làm lông mày, đúng không chị? Và ngoài ra thì đấy, chúng ta nhìn thấy là chiều lông mà chuyên gia đi cho chị ấy rất là mướt, đúng theo chiều lông của chị ấy mỏng. Và hơn nữa thì chuyên gia sẽ sử dụng gốc mực Đức, một gốc mực trong thành phần mực đã có chất chống trổ rồi, nên là lông mày của chị Phương sẽ chơi rất là lâu mà không sợ bị trổ sang màu xanh và màu đỏ nhá. Mà nếu như mà bạn nào cũng muốn có một cặp lông mày đẹp và tự nhiên giống như của chị Phương thì mọi người có thể đăng ký để sử dụng dịch vụ của DK Eyebrow qua fanpage của bên mình, hoặc gọi điện thoại vào số hotline 0911 310000 hoặc 0912 310000 để được tư vấn kỹ hơn trước khi đặt lịch nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của DK nhé. Xin chào mọi người.